Ok, chào tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em nhé, để đón nhận những video mới nhất bên em đang bán cho các bác. Hôm nay em lên cho các bác một con đẩy size ngắn, hàng chính hãng của Sotanda. Chính hãng của Sotanda nhé các bác nhé. Hai kênh G600. Con này trang bị là đến 20 sò NG. Đấy, đây là 2, 4, 5, 10 sò một kênh. Trong đó nó sử dụng đến 8 sò là chính và 2 sò bù áp trên một kênh. Con sò LG này tiếng thì dành thiết kế dành riêng cho những cái dòng loa full nhá. Sò này đưa ra công suất rất cao. Đấy, 5 con sò này sẽ tương đương với 6 con sò Toshiba cho các bác. Tiếng thì vô cùng hay, sò là con này là chani to trường lên tiếng nó rất hay, khỏe và chắc. Mạch này các bác nhìn cái mạch nhá, để sạch đẹp như mới. Các con tụ này cũng zin đẹp như mới luôn này. Đấy, đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Hai kênh, các cái ống, các cái dây điện này nó cũng luồn các cái ống gen, ống đen chống chập cháy, chống chập cháy ở các nguồn chính này, các dây nguồn chính này. Đấy, các bạn nhìn xem nó cẩn thận và quá xịn sò luôn, luôn các ống dây đen vào chống bị đứt chập cháy ở hai kênh. Kênh này là biến trở bi, quay rất sướng nhá, rất phê pha. Rồi, nguồn thì là nguồn trang bị được cái con nguồn là đến 17 phân nha các bác nhé. Phụ 80V và 10.000mi 4 quả, sạch đẹp. Các cái bo xử lý đầu vào này. Đấy, nó sử dụng 2IC, 2IC tiếng. Các cái dòng nó sử dụng IC tiếng, cái loại nhiều chân này thì thường là cái chất âm nó rất chi là hay nhé. Mặt sau thì của nó thiết kế thì rất đơn giản thôi. Nó có một rắc nguồn này, nguồn rời này, rắc đầu ra này, và đây là đầu vào, cổng linh, hai quạt, được chưa? Đây là sao? Tổng chiều dài của con này là 40 phân nha các bác nhé. Tổng chiều dài của nó là 40 phân. Các bạn nhìn 40 phân nha. Vô cùng đẹp luôn. Vô cùng đẹp và chắc chắn. Đặc biệt của con này nó có một cái chế độ nó gọi là chống sốc loa cho các bác. Chống sốc loa có nghĩa là như nào? Có nghĩa là ví dụ là bình thường em đặt ở vị trí này, được chưa? Đấy, đặt cả hai cái này. Đối với các cái dòng đẩy mà không có cái chế độ chống sốc loa ấy thì là rơ le đóng thì lập tức là nó sẽ mở hết, mở bằng cái giá trị đặt của volume mở sò. Nhưng đối với cái dòng đẩy này thì nó sẽ khi dơ đen đóng thì nó sẽ lên từ từ đến cái mức đặt của volume. Có nghĩa là nó mở rất từ từ, cái mở các con van này ra rất từ từ. Lên cái loa của các bác là to dần, nó không bị đột một cái là hết công suất luôn. Thì nó gây ra bị sốc loa. Nhiều lúc, nhiều khi các cái loa ví dụ là chẳng may mà có cái gì nó đè lên hoặc là nó bị kẹt côn kẹt kiếc chẳng hạn, thế thì nó gây ra bị cháy, nhanh bị cháy nháy loa cho các bác. Rồi bây giờ em bật thử nhá. Đấy, em để nguyên vị trí này cho các bác này. Đấy, đấy giờ nè đóng này lên này. Đấy, lên rất từ từ. Đấy, nó lên rất từ từ nha. Giống như là mình vặn từ từ như này này. Con này em bao cho các bác đánh 2 cặp, một cặp 40 thoải mái nhá, hoặc là 2 cặp 25. Đây hiện tại là em đang đánh một cặp 40 côn 100. Con dưới là loa ôm và con trên là DK King. Tiếng rất căng luôn.
bật như là bản khác thì nó sẽ có cái tiếng bass nó sẽ căng hơn. Dạo này mạng nó hơi chán một chút. Nói chung là đối với con này thì em bao các bác đánh một cặp 40 côn 100 vô tư luôn, không vấn đề gì cả. Một cặp 40 côn 100 thì nó thông thường nó khoảng là 500W thôi. Đấy. Đây là đánh tiếng bát nhá. Nhé. Giá của nó là 3.200.000 cho các bác. Cảm ơn tất cả các bác nhé.